miếng cơm của Nam. Nó hết lên ăn đi con. Bây giờ thì mình sẽ thử cái cá này trước. Cái cá này thì mẹ mình ướp với lại sả rồi cũng có ớt. Có rất là nhiều ớt trong đây. Lâu lắm rồi mình mới ăn cái cá này đó cả nhà. Hi. Ăn đi con. Hi, giỏi. Cái cá này cũng ngon nữa, rất là thấm luôn. Giờ mình sẽ chan cái canh vô mình ăn nha cả nhà. Ngon quá. Cái đậu que này thì mình xào với lại hành tây với lại một tí xì dầu, rồi một tí muối, tí tiêu. Mình cũng có dầu hào trong đây nữa nhưng mà rất là ít. Nhưng mà cái này lạc quá thì mình có thể chấm với lại xì dầu cũng rất là ngon. Không quá ngon. Mình thử cái tôm này thử coi. Cái tôm này thì mình có thể ướp trước với lại tiêu muối, rồi mình bỏ vô máy xay, mình xay cho nhuyễn. Ngon con ha. Giỏi. Nam ăn gần hết rồi á. Ngon quá ha. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Nam ăn gần hết luôn hả? Đúng ra không ra kìa. Nam ăn nhanh nhanh hơn mommy luôn. Dạ. Gần hết rồi á. Nam ăn gần hết rồi á. Mình ăn hết chén cơm rồi cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ ăn cái canh này với cái rau, rồi mình sẽ chấm dứt cái video này. Các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh mình thì nhớ subscribe. Hẹn các bạn trong video lần sau. Bye. Cảm ơn. Bye.